Em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Có rất là nhiều bác hỏi em về cây thân hồng bát diện nhé. Cây nhỏ thì ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người một cái cây nhỏ. Và cây này thì củ bẹ rất là đẹp và các bác có thể thuê chậu nhé. Đó, cây này vanh gốc khoảng tầm 10, đóng tay cành rất đẹp, cây rất là lực khỏe nha mọi người nhá. Nụ cũng chi chít này, đây các bác có thể thấy là nó cũng đang bật đọt này. Đó, đây các bác nhìn, bởi vì là cái lúc đó là em định uốn bonsai thế thác đổ, thế nên là em trồng vào cái chậu nông này. Nhưng mà cây thì cực kỳ là khỏe luôn. Đó, thế nên bây giờ về nếu như mà bác nào mà không muốn để ở cái chậu này thì các bác có thể là sang chậu. Tuy nhiên cây này em nói luôn là cái củ bẹ của nó cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người nhá. Củ bẹ rất là đẹp và không, hầu như là rất là ít cây được những củ bẹ đẹp như thế này. Mà các bác nhìn này, củ bẹ nó rất là to chứ không phải là nhỏ nhá mọi người nhá. Đó, thì ai mà sưu tầm được cây này thì em xin công khai giá đó là 1 triệu nhá mọi người nhá. 1 triệu bác nào mà chốt được thì là em cũng sẽ gửi cả chậu cho mọi người ạ. Cây rất là nhiều nụ và đây, nụ thì có nụ cũng đang hé rồi nhá. Cây này là em còn phải vặt bớt nụ đi đấy mọi người ạ. Đó, năm nay thì nụ và hoa nó sẽ hơi nhỏ, nhưng mà sang năm thì nụ và hoa nó sẽ to và đẹp hơn nhá mọi người nhá. Bởi vì cây này em mới trồng lại.